Rồi, xin chào cả nhà trở lại Cu Gái TV ha. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xem ủng hộ kênh Cu Gái TV trong khoảng thời gian vừa qua nha. Thì hồi nãy các bạn cũng có xem một clip ngắn ngắn về cái con chim đồng hai hậu mà mình bắt được ở Kon Tum, khoảng thời gian là khoảng hơn 5 tháng trước á. Thì mình có chuyến đi Kon Tum với anh Trương, với Duy, với Phát, với Duy Trà Vinh. Thì có lên trên Kon Tum thì được anh Chính, anh Lê Việt, rồi anh Ngô Nghĩa là dẫn đi bảy cu ha. Thì có bắt được một con đồng hai hậu, nói chung là chim cũng tạm tạm. Thì mang về làm kỷ niệm thì nuôi tới nay thì hơn 5 tháng thì em nó gáy nhiều các bạn. Thì cũng có gù gù gió, gù gió nghĩa là nó tự nó đứng nó gù vậy đó. Chơi thì nói chung là chưa có chơi được, nhưng mà nói chung khá, chớm chớm nổi rồi, nổi chứ chưa có căng lắm. Thì nói chung là cũng khá là vui, hôm nay quay lại để chia sẻ cho anh em mình cái cách là nuôi chim nó mau dạng mau nổi ha. Thì mình muốn mà nuôi chim á mà mau nổi á, thì nói chung là trước tiên là mình phải lựa những con chim nào mà nó đừng có già rừng lắm. Ha, thứ nhất là không có già rừng. Thì cái già rừng thì mình xem tướng tá, xem chân chân, nếu mà chân khô quá thì nó dạng như là già rừng rồi. Thì có những con chim đó thì cái thời gian nuôi nó nổi sẽ lâu hơn so với những con chim tơ. Chim tơ thì nó lẹ hơn ha. Rồi cái thứ hai nữa là những con chim mà theo ông cha mình ngày xưa truyền lại đó, là những con chim mà lâu nổi là những con chim như mắc lòi nè, cổ cao nè, cổ thắt cườm cao nè. Cổ nó thắt nó ốm rồi ha, nó ca ốm, nó giống như cổ cò đó. Rồi cái cườm nó cao lên trên, thì những con chim đó thì nó sẽ rất là nhát và nó sẽ lâu nổi trứng. Thì mình có thể là không chọn những con đó, còn những con khác thì mình cứ nuôi bình thường. Nói chung những con đó thì nó cũng khá là hay chứ không phải là dở, nhưng mà nó sẽ thời gian nuôi thuần nó thì nó sẽ lâu hơn so với những cái con khác, như vậy thôi, đơn giản ha. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà ngày xưa những anh những chú đi trước truyền lại, thì Tuấn chỉ nói lên thôi chứ Tuấn không phải là người nói chung là thâm niên, nên mình biết gì mình nói đó, thì anh em mình xem thì cũng thông cảm nha. Đây, thì để nuôi mà con chim nó mau nổi thì thứ nhất là mình phải treo nó gần, treo nó thấp thôi, anh em mình treo cao quá cái đó là cái quan trọng ha. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình treo nó thấp á, thì mình đi ra đi vô thì nó thấy mình, thì nó thấy thì những ngày đầu tiên về thì nó sợ, rồi riết thành nó quen từ 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 thì nó không có cảm giác là bị mất an toàn khi mà mình đến gần nữa. Thì lúc đó sẽ nó cái thời gian mà nó thoải mái trong người á, thì bắt đầu là nó sẽ bắt đầu nó gáy thì nó sẽ nhanh nổi hơn. Rồi thì đó là cái yếu tố đầu tiên là mình phải treo nó thấp thấp thôi, treo khoảng cao hơn đầu người khoảng độ tầm thước là ok. Chứ mà mình treo cao quá, mình treo tuốt trên mái nhà luôn thì nó trên đó thì an toàn, khi mà mình xách xuống á thì nó lại mất an toàn, nó cảm giác mất an toàn thì lúc bây giờ thì nó sẽ nhát, và thời gian mà thuần thì nó sẽ lâu hơn so với mình treo thấp các bạn ha. Rồi thứ nhất là mình treo thấp, thứ hai là chế độ dinh dưỡng. Thì chế độ dinh dưỡng á, thì theo như Tuấn nghĩ á, và theo như cách của Tuấn đó, thì Tuấn sẽ cho ăn ví dụ như là 2 ngày 3 ngày thì Tuấn sẽ cho ăn lần, chứ không có cho nó ăn nhiều quá. Tại con chim bổi là mình cần có phải có sự va chạm với nó nhiều để cho nó biết mình là người chăm sóc nó không có đề phòng, hay là nó sẽ không có gọi là hoảng trong thời gian dài. Thì cứ 2 3 ngày á hết thức ăn thì mình sẽ chăm vô, mình sẽ xách ra tới xách lui đêm phơi nắng rồi thì mình sẽ chăm vô. Thì mình có cái sự giao tiếp với nó thường xuyên thì nó sẽ mau, gọi là mau nổi hơn, nó sẽ cảm giác an toàn nhiều hơn khi nó tiếp xúc với mình, thì nó sẽ mau nổi hơn các bạn ha. Thì khoảng 3 ngày mình canh, sau khoảng 3 ngày mình cho ăn lần, 3 ngày mình cho ăn lần. Rồi về thức ăn thì mình có thể là bổ sung ngoài lúa thì kê, rồi cỏ thái, cỏ Mỹ, bo bo, là những loại thức ăn thường thông dụng của chim ha. Nhưng mà có một cái điều như thế này, là những con chim mà các bạn mới bắt ngoài rừng về đó, khi những con chim mới bắt ngoài rừng về thì nếu mà con nào nó ăn á thì ok,
mình đem lên lòng mình nuôi ok. Còn nếu mà con chim nào nó bỏ ăn á thì nó sẽ chết á, thì lúc bây giờ thì mình nên về để mình rộng vô một cái avi, avi to to ha, avi lớn lớn tí xíu, rồi đầu là mình cho nó ăn, là mình rải dưới đất á, là nó tự nó xuống ăn, thì lúc đó nó sẽ sống ha. Đó, khoảng tuần hai tuần sau mình đem lên lòng thì ok. Chứ mà có nhiều con như vậy mình bỏ lên lòng liền á, nó bỏ ăn, nó bỏ ăn thì lúc bây giờ nó chết luôn, nó đi phân xanh, nó bỏ ăn 3-4 ngày đầu tiên nó không ăn, bắt đầu đi phân xanh. Thì nếu mà bạn nào mà gặp trường hợp như vậy đó thì mình cố gắng là mình lấy cám gà, cám gà cái mình nhét vào xe đổ nước vô ha, thấm nước vô cái nhét vào để cho nó có chất, để cho nó tiêu hóa, để cho nó có sức đi, rồi bắt đầu là mình thả lại avi. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình ngày xưa khi mà mới nuôi chết nhiều lắm, thì cứ ra tiệm mua chim cu về ha. Lúc mà xưa mới chơi cứ ra tiệm mua chim cu không biết, cái bỏ nó vô cái lồng nữa, cái cũng đồ ăn nước nôi đầy đủ hết, mà mình thấy sau cũng 2-3 ngày cái con chim nó bị si, nó xù lông, nó chết. Thì sau này nuôi thời gian dài thì mình sẽ rút được cái kinh nghiệm là mình cứ thả nó vô alibi lớn, cứ rải nó ăn dưới đất đó, thì nó thấy những con khác ăn thì nó sẽ ăn theo, nói chung là vậy là sẽ ổn hơn. Rồi nếu mà mình lên lòng được á liền mà nó ăn liền thì ok, nhất là chim đồng bằng á, thì mình lên lòng liền thì nó rất là ok. Nhưng mà sợ chim rừng, chim cồn đó, những cái vùng mà nó không có lúa nhiều, không có cỏ, chủ yếu ăn hạt cỏ hạt này hạt nọ đó, thì về nó ít ăn lúa, mình phải làm như vậy ha. Rồi thì đó là cái về thức ăn. Thì mình ngoài ra thì mình có thể bổ sung thêm những loại khoáng chất, ví dụ như là tổ mối, ví dụ như là nang mực. Thì có một số anh em họ cũng bán cái khoáng chất tổng hợp á, thì mình có thể mua về mình cho chim nó sử dụng ăn cũng được ha. Thì cũng có nhiều người, ví dụ như là những ông những chú lớn tuổi đó, thì họ từ xưa tới giờ họ chỉ cho ăn lúa thôi, lúa kê thôi, chứ cũng không cho ăn gì khác. Thì con cu nó rất là dễ nuôi, nó không giống như chào màu, nó không giống như than hay lửa đâu, phải bổ sung đồ ăn sống đồ. Con cu nó dễ lắm, nhiều khi Tuấn đi làm một tuần lễ có hũ lúa à, thì nó vẫn sống bình thường, nhưng quan trọng hết lúa hết nước nó chết ạ. Anh em phải kỹ vấn đề này ha, nuôi mà đừng có để nó hụt lúa hụt nước, nó nhiều khi con chim mồi nó bị tuột lửa đó, để thời gian dài nó tuột lửa, mà để thời gian quá dài thì nó sẽ chết. Thì các bạn lưu ý vấn đề này nha. Vấn đề kế tiếp nữa mà để cho con chim nó mau nổi đó, thì mình cũng phải quan tâm đến cái vấn đề là kích thích con bổi mình nó sung bằng cách gì ạ? Bằng cách là mình phải nuôi chim mái anh em ha. Thì nhà Tuấn thì lúc nào cũng có 1-2 con chim mái treo ở trong nhà, để cho khi mà con mái á, thì các bạn nuôi rất là mau nổi. Con mái mà nó tới thời kỳ tưởng trứng là nó kêu dữ lắm, nên á, khi mà các bạn nuôi con mái á, thì những con bổi nó rất là mau nổi, mau gái lắm. Tại nó nghe con mái gái thì cái bản tính rừng của nó là trỗi dậy, là nó cần phải có người yêu, cần phải có ghệ đó, thì lúc đó nó nổi máu anh hùng lên. Khi nổi máu anh hùng lên thì nó sẽ sung và nó sẽ gái gù ha. Thì đó là cái gọi là cái những cái đơn giản mà mình có thể áp dụng để cho chim mình nó mau nổi. Chứ mình đừng có cưng quá nha, cưng quá treo cao đổ cái là nó khó lâu nổi lắm. Rồi cái thứ hai nữa, cái tiếp theo nữa mà tôi muốn chia sẻ anh em á, thì con chim bổi thì anh em phải thường xuyên đem nó phơi nắng nè. Tốt nhất là một ngày buổi sáng thì xách ra, trưa hay là chiều xách vào, đừng để mắc mưa thôi, cứ xách ra xách vào, xách ra xách vào, vậy thì nó rất là mau nổi. Nếu mà có điều kiện hơn nữa thì sẽ hạ thổ luôn. Hạ thổ là mình có cái nơm úp cái bọi úp đất á, cái mình tìm chỗ nào nó an toàn, trên cao hay là cái chỗ nào mà không có mèo chó đi lại đó, thì mình cứ thả nó ra. Xong cái chiều cái hay là trưa trưa cái đuổi nó vào lồng lại treo lên đó, thì như vậy thì là mình tiếp xúc càng nhiều thì càng mau nổi. Giống như ba vợ của mình á, bố vợ của mình ở kiến tường á, nếu mà chim mà vô tay ông thì tầm khoảng 6 tháng 7 tháng là chim nó sẽ gái gù ầm ầm hết. Thì cái khoảng thời gian đó thì nói chung là nó rất là nhanh. Còn nếu mà quạt vào gái gù xong rồi mà cái khoảng thời gian sau nữa là khoảng thời gian đi tập mồi đó, thì mình phải để cho mồi nó gọi là nó dạng như là mình phải nuôi cho nó mùi, nó nổi rồi phải cho nó mùi nữa, chứ không phải là mới chớm chớm nổi mình xách đi tập là đã hư anh em ha. Thì mình phải để cho nó mùi rồi bắt đầu mình tập từ từ. Thì Tuấn sẽ làm những cái video clip về cách tập mồi hay là những cách mà chúng ta
tập bổi mồi lở như thế nào đó thì tôi sẽ làm sao ha. Rồi hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ anh em mình cái cách là để mình nuôi con bổi nó mau nổi thôi. Thì cảm ơn anh em đã xem video clip và cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ kênh Cô Gái TV trong khoảng thời gian vừa qua nha. Thì hôm nay thì nói chung là buồn quá, thời gian cách ly dịch bệnh mà bây giờ là có nghĩa thể là thêm một tháng nữa không được ra khỏi nhà, thì không biết làm gì hơn thì cũng lên nói chia sẻ một số thông tin đến quý anh em cô thủ, chứ mình không dám gọi là chỉ dạy đâu. Nói chung là mình tuổi đời nhỏ, kinh nghiệm chơi cu cũng còn non lắm, nên anh em mình xem, nếu mà xem thấy hay hay là thấy có thiện cảm thì cho một like là chia sẻ hoặc là đăng ký kênh ủng hộ Cô Gái TV nha. Chứ mình không phải là lên để chỉ dạy hướng hay là hướng dẫn gì hết, mình chia sẻ thôi, anh em xem cũng thông cảm nha. Đừng có ném đá, tội nghiệp em, dịch giả gì khổ dữ lắm rồi. Rồi cảm ơn em đã ủng hộ Cô Gái TV, rồi nhớ like và share nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều.